kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin ngày hôm nay 25 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 tại Hà Nội, trong đó xem xét quyết định sửa đổi các điều lệ phù hợp với yêu cầu của tình hình mới được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính đề xuất trần 15% chi phí quảng cáo nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng quảng bá hình ảnh, năng lực cạnh tranh. Nỗ lực bảo tồn và đưa bài chòi trở lại gần hơn với công chúng của các tỉnh Nam Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay sự kiện được người dân cả nước và kiều bào tại nước ngoài quan tâm là Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 sẽ khai mạc tại Hà Nội. Ngay từ sáng sớm nay thì các đại biểu tham dự đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Trong phiên làm việc chiều nay, đại hội sẽ tiến hành phiên họp chủ bị. Một trong những nội dung được quan tâm tại đại hội lần này là việc xem xét quyết định sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực, mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng số Ủy viên là người ngoài đảng. Với nhiều điểm mới quan trọng, đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Có thể nói, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì kiều bào có một vai trò rất quan trọng trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về quê hương cùng đồng bào trong nước xây dựng và phát triển đất nước. Trong dịp Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 này, đã có rất nhiều đại diện tiêu biểu kiều bào Việt Nam ở mọi miền trên thế giới về tham dự đại hội. Và nhân đây thì phóng viên của chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tài Phương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mỹ về công tác mặt trận trong khối kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Xin lỗi quý vị và các bạn, trong cuộc trao đổi trong nhân đây thì chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thiện Nhân. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Thưa ông, trước thềm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, ông có thể cho biết những cái chủ trương định hướng lớn được đề cập như thế nào trong báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 trình Đại hội 8? Bước vào chuẩn bị đại hội, nhất là báo cáo chính trị, thứ hai vấn đề thường có thảo luận, đó là cái chủ đề và cái tiêu đề của đại hội. Đó thì chủ đề của lần này đó là đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển. Nói đến đoàn kết là nói đến cái chức năng của mặt trận, tập hợp đoàn kết nhân dân cả nước, trong nước ngoài nước, phát huy cái sức mạnh dân tộc để đóng góp sự phát triển, tạo sự đồng thuận xã hội. Nói đến dân chủ là cả hai phía, là trong hệ thống mặt trận cũng phát huy dân chủ, phát huy được cái sáng kiến của nhân dân từ cơ sở để có cái chương trình hoạt động hợp lý, đồng thời hoạt động của mặt trận góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ trong xã hội. Vấn đề thứ hai là tiêu đề, thì tiêu đề lần này là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc. Như vậy trong cái chủ đề này đấy, thì cái vế là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một cái truyền thống và cái sức mạnh của chúng ta. Nhưng có một nội dung nhấn thứ hai là giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia. Đó là những đòi hỏi đang đặt ra hiện nay. Ở trên cơ sở đó thì phải xác định 5 cái chương trình hành động của mặt trận trong nhiệm kỳ tới. Xin ông có thể cho biết cái đề án về nhân sự của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 có gì mới so với nhiệm kỳ trước? Về nhân sự của mặt trận khóa này thì dự kiến có 385 ủy viên từ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như vậy so với giai đoạn trước là tăng 30 người. Trong đó tập trung để tăng những cái cá nhân tiêu biểu cho cái sự phát triển đất nước. Ví dụ là tăng các cá nhân đại diện cho người nông dân và công nhân là tăng. Lần đầu tiên có đại diện những người là tiểu thương ở hai miền đất nước, rồi tăng những người trong cái hoạt động khoa học và có cả đại diện của vùng biển đảo. Trong này có Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của huyện Trường Sa tham gia vào
Ủy ban Trung ương nhiệm kỳ này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng giữ được đó là cái tỷ lệ những người mà không phải đảng viên nhưng mà tham gia mặt trận với tấm lòng với trách nhiệm cao là trên 50%. Thưa ông, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một bộ phận không tách rời đối với dân tộc Việt Nam. Vậy thì trong cái đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 này, vai trò của kiều bào ta ở nước ngoài đã được đề cập như thế nào trong cái báo cáo của đại hội lần này? Như vậy là Mặt trận Tổ quốc từ các khóa trước, đó có đại biểu cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, khóa này tiếp tục như vậy và chúng tôi dự kiến số lượng còn tăng thêm nữa. Đó, và phải khẳng định rằng là với trên 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam với hàng nghìn năm lịch sử, thì chúng tôi sẵn sàng làm tất cả để hỗ trợ cho bà con gắn kết với trong nước, luôn luôn biết được rằng đó là quê hương của chúng mình. Và hiện nay thì có đến hơn 300.000 người Việt Nam nước ngoài đã đạt trình độ đại học trở lên. Đây cũng là cái vốn rất quý của nhân lực Việt Nam nói chung, và chúng tôi rất trân trọng đóng góp của người Việt Nam nước ngoài phát triển trong nước, từ bày tỏ tình cảm đến sự phát triển đất nước, bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền, đến góp phần làm công tác từ thiện, đến đầu tư vào đất nước chúng ta và về tham gia và giảng dạy nghiên cứu khoa học Việt Nam. Và xin khẳng định rằng là ở mỗi nơi trên đất nước này, là đâu có mặt trận thì ở đó chúng tôi sẵn sàng cùng lắng nghe, cùng phối hợp với bà con nước ngoài để làm cho cuộc sống bà con tốt hơn, cũng như giúp được bà con có điều kiện đóng góp vào sự phát triển đất nước ngày càng hiệu quả hơn. Xin cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với ông Nguyễn Thiện Nhân về chủ trương định hướng lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới. Và bây giờ chương trình xin được tiếp tục bản tin với những thông tin đáng chú ý khác. Trong khuôn khổ Ngày Việt Nam tại Hà Lan 2014 ngày 24 tháng 9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự lễ khai mạc triển lãm không gian Việt tại Amsterdam và tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-Hà Lan tại La Hay, Hà Lan. Phát biểu tại triển lãm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chia sẻ rằng đến với không gian Việt, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về vẻ đẹp văn hóa, đất nước, con người cũng như là quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Còn tại diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Hà Lan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai phía khai thác tốt tiềm năng hợp tác song phương. Thay mặt chính phủ Hà Lan, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách thương mại Simon Smith thông báo Hà Lan là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam và bày tỏ tin tưởng việc sớm ký kết FTA Việt Nam-EU sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước. Liên quan đến sự việc tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, Nội Bài, Lào Cai chỉ mới vài ngày sau khi thông xe đã xuất hiện vết nứt dài ở km 83, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện hỏa tốc gửi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam yêu cầu khẩn trương xử lý. Vết nứt tạo thành vòng cung dài 73m thuộc xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là đoạn đường có chiều dài khoảng 500m đi qua ao hồ Đầm Lầy. Tại nơi xảy ra vết nứt, đơn vị thi công đã tiến hành chám vá bằng nhựa đường để ngăn nước thấm sâu xuống và ngăn phát sinh thêm các vết nứt khác. Theo tổ tư vấn giám sát, hiện công tác khoan khảo sát địa chất, bổ sung và theo dõi tốc độ lún đang được tiến hành cả khu vực xung quanh vết nứt và nền đất cũ ngay bên cạnh đoạn nứt này. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Lào Cai về Hà Nội qua đây đang được phân làn để có thể lưu thông thông suốt. Bộ Công Thương mới đây vừa công bố thống kê mức lương trung bình của các lãnh đạo cấp cao trong 11 tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam năm 2013. Theo đó, 11 tập đoàn được công bố mức thu nhập là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực Phẩm, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp, Tổng Công ty Máy, Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam. Theo báo cáo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Dầu Thực Vật đứng đầu danh sách thu nhập. Tiếp theo là Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN.
15% là mức trần chi cho quảng cáo mà doanh nghiệp được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế. Nhận thấy quy định này trói chân doanh nghiệp, Bộ Tài chính mới đây đã chuẩn bị đề xuất Quốc hội bỏ mức trần khống chế 15% đối với tất cả các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng quảng bá hình ảnh, năng lực cạnh tranh. Động thái này tuy được giới chuyên gia đánh giá là muộn nhưng rất tích cực. Và trong phóng sự sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về những ảnh hưởng của đề xuất này. Đây là một công ty chuyên làm việc trong ngành quảng cáo tiếp thị. Việc gỡ bỏ khống chế chi phí quảng cáo nếu được áp dụng sẽ đem lại cho công ty nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Việc gỡ bỏ cái mức trần quảng cáo 15% theo tôi là rất hợp lý, bởi vì doanh nghiệp sẽ có được cái cơ hội tiếp thị đầu tư nhiều hơn cho cái sản phẩm. Còn các cái doanh nghiệp như chúng tôi là các đơn vị sản xuất TVC quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với khách hàng và làm ra được nhiều sản phẩm chất lượng hơn. Việc áp đặt trần quảng cáo được lý giải là chi phí quảng cáo cao sẽ làm đội giá thành sản phẩm và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ý kiến các chuyên gia, trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp tự biết cách điều tiết chi phí kinh doanh sao cho phù hợp với doanh thu để tạo ra lợi nhuận. Ngoài ra, chi phí của sản phẩm đều được kiểm soát bằng hóa đơn và chứng từ. Chi phí cho quảng cáo thì ở đây là cái chi phí hợp lý và hợp lệ mà phải được biểu hiện trên cái hóa đơn chứng từ. Và thì cái sản phẩm quảng cáo này thì là chúng ta có thể là nhìn thấy được, đánh giá được. Đấy. Thế còn nếu như người ta lợi dụng người ta thì đấy là cái hành vi vi phạm pháp luật khác và phải bị xử lý. Đấy, còn bản thân cái việc bỏ đi nó không phải là nguyên nhân nó dẫn đến cái việc đó. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trên thế giới hầu hết các quốc gia đều đã bỏ mức trần khống chế này, bao gồm cả các nước trong khối ASEAN. Như vậy, có thể thấy mức trần nêu trên đang áp dụng không còn phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp cần xây dựng thị trường, rất cần quảng cáo để người tiêu dùng nhận diện sản phẩm. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, khi Việt Nam đã đang và sắp ký kết các thỏa thuận thương mại tự do như TPP, Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Khi mà đã dỡ được trần ấy, thì nó tạo không những cho các công ty lớn và các công ty nhỏ sẽ có cái điều kiện để mà tìm ra các cái giải pháp để mà quảng bá cho cái thương hiệu của mình cho tốt hơn. Với những thương hiệu nhỏ, những doanh nghiệp nhỏ thì sẽ tạo điều kiện là phát triển cho cái uy tín của mình trong nước. Và với những thương hiệu lớn thì lại càng có điều kiện đưa ra mình cạnh tranh bản thân để từ trong nước với các cái hàng hóa sản phẩm của nước ngoài ngay Việt Nam. Nhưng đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện cho mang cái sản phẩm của mình ra cạnh tranh với cái quốc tế. Theo thông tin của Văn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 9 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất trên của Bộ Tài chính. Đề xuất này sẽ được báo cáo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 diễn ra vào tháng 10 tới. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin, huyện đảo Lý Sơn vận hành thử nghiệm hệ thống điện lưới quốc gia trước khi chính thức hỏa mạng trong những ngày tới. Nỗ lực bảo tồn và đưa bài tròi trở lại gần hơn với công chúng của các tỉnh Nam Trung Bộ. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Hội thảo Pháp Việt về an toàn và an ninh dân sự đã diễn ra tại Hà Nội ngày hôm qua 24 tháng 9. Các chuyên gia của Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực này đã cùng nhau trao đổi các kinh nghiệm chuyên môn, các thiết bị hiện đại nhất nhằm giúp cho Việt Nam nâng cao hiệu quả của các công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Sự kiện do Cơ quan Thương mại Pháp, Bộ Nội vụ Pháp tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, năm 2013, tại Việt Nam, hơn 2.000 vụ cháy và hơn 40.000 tai nạn sự cố đã xảy ra. Những kinh nghiệm được trao đổi tại Hội thảo Pháp Việt về an toàn và an ninh dân sự là rất cần thiết đối với Việt Nam. Bởi hàng năm, thiệt hại do cháy nổ và lũ lụt gây ra lên tới hàng ngàn tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Về tính chất vụ cháy ngày càng nghiêm trọng, hóa chất ngày càng nhiều, thì cái phương tiện trang bị thì ngày càng phải được đầu tư hơn và có cái tính chất công nghệ cao hơn, thì cái hiệu quả chữa cháy nó sẽ đem lại cái tốt hơn.
Pháp là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và cung cấp các thiết bị trong lĩnh vực này. Theo đại tá Uliac Bruno, chuyên gia an ninh dân sự Pháp, Việt Nam cần lưu ý tới hai điểm chính để công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đạt hiệu quả cao hơn. Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên các bạn cần làm là tổ chức lại các dịch vụ, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và trang bị dụng cụ cần thiết để bảo vệ đội ngũ này. Các bạn cũng phải trang bị cho họ các thiết bị hiện đại giúp họ có mặt tại nơi cần cứu nạn một cách nhanh nhất. Thứ hai, trong việc phòng cháy, các lính cứu hỏa cần phải tuyên truyền cho người dân cách phòng tránh hỏa hoạn. Không chỉ chia sẻ các kinh nghiệm và các thiết bị phòng cháy chữa cháy, các chuyên gia và doanh nghiệp Pháp cũng chia sẻ các kinh nghiệm về cải thiện khả năng ứng cứu nguồn nước sạch cho người dân trong các tình huống khẩn cấp và lũ lụt, cũng như các giải pháp cho các hoạt động của các quốc gia trên biển như quốc phòng hay cứu hộ trên biển. Trường tiểu học Khánh Phú thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vừa mới khánh thành và đưa vào sử dụng trong sáng ngày hôm qua 24 tháng 9. Đây là một trong những công trình cộng đồng hỗ trợ cho các địa phương phòng tránh thiên tai. Xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Bởi vậy, việc xây dựng một công trình cộng đồng trên nền khối trường cũ đã không chỉ giúp đảm bảo cho việc dạy học mà còn là nơi trú ẩn của người dân trong mùa mưa lũ. Trường tiểu học Khánh Phú có tổng mức đầu tư là hơn 5,3 tỷ đồng. Trường được xây dựng mới với quy mô 2 tầng, 8 phòng học, công trình do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung xây dựng. Trước đó, công trình trường tiểu học Chất Thường ở xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũng vừa khánh thành và đưa vào sử dụng trong ngày 23 tháng 9. Còn hơn 3 ngày nữa, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi mới chính thức hòa mạng lưới điện quốc gia, nhưng trong những ngày này thì hệ thống điện lưới đã được đưa vào vận hành thử nghiệm an toàn. Hòn đảo Tiền Tiêu đang từng ngày thay ra đổi thịt trong niềm vui của người dân đất đảo khi mong mỏi được dùng điện lưới bấy lâu của người dân nay đã trở thành hiện thực. Đây là giờ thực hành tin học của lớp 12B3 trường phổ thông trung học Lý Sơn, Quảng Ngãi. Nếu như trước kia, thầy và trò phải mất đến gần nửa giờ để vận hành hệ thống máy phát điện, thì nay, nhờ việc vận hành thử nghiệm hệ thống điện lưới quốc gia, việc giảng dạy và học tập ở đây đã thuận lợi hơn nhiều. Như ngày xưa, môn tin học để thực hành là phải nấu cái máy phát điện. Thứ nhất là về cái kinh phí là nó tốn kém rất là nhiều. Thứ hai là nó tiếng ồn, thì ảnh hưởng tới cái việc học của các em. Bây giờ thì nguồn điện đã tốt hơn rất là nhiều. Mình mở máy lên thì mình có thể thực hành nghe, và có thể một khi em muốn ở lại thực hành thêm thì mình cũng có thể cho em được, chứ không phải là như ngày xưa là chờ hết giờ là mình phải tắt máy liền vì nó rất là tốn kém và ồn. Quạt máy, tủ lạnh, nồi cơm điện trước kia chẳng mấy được quan tâm thì giờ trở thành những ưu tiên trong lựa chọn mua sắm của người dân trên đảo. Có điện đông mà đông về đảo rồi thì nói chung là dân bà con là mua rất nhiều. Ví dụ như là một ngày tôi có thể là bón, đầu tiên cái bữa mà có điện là ngày đó tôi bón cả tầm khoảng hơn 20 tủ. Sau này là ngày bình thường là 5-10 cưới là bình thường. Những khâu kiểm tra kỹ thuật cuối cùng cho toàn hệ thống điện lưới trên đảo Lý Sơn đang được khẩn trương hoàn tất. Điện lưới đang giúp cho đời sống của người dân trên đảo Lý Sơn từng ngày thay đổi. Giai đoạn thử nghiệm này, chúng tôi kiểm tra các thông số rất là tốt và chúng tôi cũng khẳng định là cái hệ thống này sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn để giúp cho người dân có điều kiện trùng điện liên tục 24 giờ trong ngày và địa phương có nguồn điện để phục vụ cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng trên đảo của mình. Đối với cái chương trình phát triển đô thị, phát triển nông thôn mới thì đây cũng là cái tiêu chí chúng tôi thấy khó nhất, nhưng mà đây là đến nay đã thành cái hiện thực. Thì đây là một cái tiêu chí, nhưng mà nó đã đạt được nhiều các cái chương trình tổng hợp đối với huyện đảo trong thời gian sắp tới. Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư đã hoàn thiện. Theo chương trình cấp điện lưới quốc gia cho nông thôn, miền núi, hải đảo của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2015, về cơ bản các xã trên toàn quốc đã có điện lưới đến trung tâm xã, và đến năm 2020, hầu hết số hộ dân nông thôn sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia. Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm chương trình bảo vệ nụ cười Việt Nam, cuộc thi ảnh mang tên Nụ cười Việt đã được tổ chức nhằm tôn vinh niềm hạnh phúc và sự tự tin của những nụ cười đẹp.
những nụ cười hồn nhiên thơ trẻ, niềm vui rạng rỡ từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ những em nhỏ nơi xa xôi hải đảo đến nụ cười trong lao động sản xuất. Nụ cười Việt lắng đọng lại trong những khoảnh khắc bình dị nhất. Cuộc thi ảnh Nụ cười Việt được phát động từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn nhiếp ảnh gia từ các diễn đàn nhiếp ảnh lớn nhất Việt Nam. Trong mỗi tác phẩm, một thông điệp nhân văn về cuộc sống, nụ cười được gửi gắm. Từ khi bắt đầu hình thành với hình thức sơ khai là trò chơi đánh bài chòi, thi hát bài chòi đã trở thành loại nghệ thuật dân gian, gần gũi, đặc sắc, thể hiện tâm tư, tình cảm, cuộc sống sinh hoạt của người dân duyên hải miền Trung, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang lập hồ sơ trình UNESCO công nhận bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thật không ngoa khi nói rằng, bài chòi đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những người dân Nam Trung Bộ. Chính vì vậy mà đây cũng là môn nghệ thuật dân gian không cam chịu mai một hay thất truyền mà đã phát triển ở thời đương đại thành nghệ thuật ca kịch bài chòi song song tồn tại với nghệ thuật bài chòi cổ truyền bởi những nỗ lực bảo tồn và đưa bài chòi lại gần hơn với công chúng của các tỉnh Nam Trung Bộ. Ngay tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, giữa cái náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, nhiều người vẫn có cảm giác như được sống trong khung cảnh làng quê đặc trưng miền Trung. Cứ vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, những ai yêu thích và muốn khám phá bài chòi đều tìm đến đây. Ai chơi thì mua thẻ bài rồi lên các chòi. Nhiều người khác đến đây đơn giản chỉ để thưởng thức các điệu bài chòi cổ dân gian. Mới 12 tuổi, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chỉ quan tâm những trò chơi trực tuyến, những bộ phim hoạt hình hấp dẫn, thì Trương Đình Duy lại thích bài chòi. Cách đây không lâu, trong một lần tình cờ đi xem biểu diễn bài chòi, loại hình nghệ thuật diễn sướng dân gian này đã cuốn hút em. Lúc đầu là con khi mà con bế chơi á, là con thấy là cũng không có gì hay, nhưng mà lần sau khi mà chơi nhiều á, thì con cảm thấy là rất là hay và rất là vui nữa con. Từ đó là con mê bài chòi tới bây giờ luôn. Mọi người đang quay trở lại với bài chòi. Đơn giản chỉ vì qua thời gian, bài chòi càng khẳng định nó là một phần không tách rời trong đời sống của người dân Nam Trung Bộ. Sự đón nhận và tình yêu mà mọi người dành cho loại hình nghệ thuật truyền thống này chính là động lực để những nghệ nhân như bà Nguyễn Thị Đức vượt xe hàng chục km bằng xe buýt vào mỗi dịp cuối tuần để mang đến khán giả những làn điệu bài chòi đặc sắc nhất. Tại vì thấy bà con ham mộ nghệ thuật bài chòi, cho nên là cái nghệ thuật bài chòi của mình được bà con ham mộ, cho nên là lúc nào tôi cũng sẵn sàng ứng diễn khi nào bà con yêu cầu. Ba yếu tố tham gia chơi, mong cầu trúng thưởng lấy lộc. Thứ hai là yếu tố xem người ta trình diễn. Thứ ba là nghe người ta hô hát. Yếu tố nghe là yếu tố người ta hô thay, người ta hô câu bài chòi, những cái câu thay mang tình cảm nhân tình thế thái đạo nghĩa vợ chồng cha con rồi chế giễu những cái quan lại của thời phong kiến vân vân. Theo các nhà nghiên cứu, để bảo tồn phát huy giá trị bài chòi và đưa trở lại gần với người dân thì cần phải đầu tư cho nghệ nhân, đồng thời phục dựng các bài chòi cổ dân gian. Điều quan trọng nữa là cần phải huy động những nghệ nhân cao niên có kinh nghiệm để truyền dạy cho thế hệ trẻ, giữ cho được bản sắc dân gian, bản sắc cổ điển mà cha ông ta để lại. Và trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.